Suy Thuận xin gửi lời chào thân ái tới tất cả quý vị và quý vị thân mến liên tục tác giả Mạnh Ninh gửi về cho kênh người dẫn được quay âm rất là nhiều các câu chuyện hay và hôm nay một câu chuyện ngắn khoảng một tiếng đồng hồ chúng ta sẽ cùng được đón nghe hành trình của những người bạn tìm hiểu về thế giới oan hồn và chính cái sự tò mò của họ đã mạo phạm phải phần âm và rồi họ đã gặp những điều rất kinh khủng trong cuộc đời Đám bạn trong câu chuyện đã trải qua chuyện gì? Mời tất cả chúng ta cùng đón nghe câu chuyện ngày hôm nay. Tôi cá rằng trong số chúng ta, ít nhất một lần đều tò mò muốn biết ma quỷ có thực sự tồn tại hay không. Sự tò mò đó giống như việc chúng ta đục một cái lỗ trên tường để nhìn vào căn phòng đổ nát, khóa trái cửa vậy. Chỉ khi chúng ta ghé mắt nhìn vào cái lỗ đó Cũng là lúc chúng bắt đầu ám lại chúng ta Cũng vì sự hiếu kỳ đó Mà chúng tôi đã trải qua một chuyện vạn phần hung hiểm 12 giờ đêm hôm ấy Không gian căn phòng lờ mờ ánh sáng Vẽ ra một khung cảnh âm u lạ thường Không khí trong nhà đột nhiên bí bách đến mức ngạt thở Tôi nằm im trên giường Hai mắt mở trừng trừng nhìn lên trần nhà Bên tay tôi Từng thanh âm tọc tọc như tiếng nước chảy cứ sội lại đều đều những âm thanh đều đặn như xoáy sâu vào tâm trí tôi mỗi lúc một lớn dần tôi gắng sức vùng dậy nhưng toàn thân không thể cử động chỉ có đôi mắt vẫn điên cuồng liếc xéo loạn xạ khắp không gian u tịch trong căn phòng chật hẹp đó tôi bị bóng đẻ dù cố gắng thế nào nhưng chân tay tôi vẫn nặng trịch tôi có thể nghe rõ tiếng ình ịch ình ịch của quả tim trong lồng ngực mình một cảm giác ớn lạnh đến bất lực len lỏi trong tâm trí vì tôi biết ngoài tôi ra trong gian phòng rộng chừng hai chục mét vuông này còn có sự hiện diện của nó nó ở đâu dưới gầm giường trong nhà tắm dưới cầm bàn máy tính hay là trên trần nhà tôi hãi hùng lạc hết hồn phách khi thanh âm kẹt kẹt phát ra đến chói tai cánh cửa tủ quần áo vừa khẽ hé mở tôi điếng hồn dùng hết hơi rồi ngồi bật dậy theo phản xạ tự nhiên Tôi với tay lên cái công tắc bật sáng ngọn đèn tròn Rồi có mình thở hổn hển Mồ hôi vã ra ướt đẫm cái áo cánh mỏng từ bao giờ Cánh cửa tủ vẫn im lìm ở vị trí cũ Ánh sáng làm cho tôi cảm thấy an tâm phần nào Tôi với tay lấy gói ba số rồi châm lửa hút thuốc Con sao gối ở đầu sườn đã rơi ra nền đất từ bao giờ Sau giây phút kinh hồn táng đạm đó Tôi định thần rồi ngồi im suy nghĩ Làn khói trắng bay qua bộ não làm tôi tỉnh táo mấy phần. Đoạn nhanh chân tiến lại mở máy tính, tham gia vào nhóm chat quen thuộc, có tên là 18H. Nhóm 18H tập trung toàn thành viên là những bạn trí thân của tôi ở trường đại học. Lạ thay đêm nay chẳng có nick nào sáng. Đang ngồi đần mặt tiếp thuốc lá, thì bất ngờ máy tính tắt ngúm. Tôi giật mình kiểm tra nguồn thì vẫn sáng đèn. Đang trong mày lẩm bẩm trong cổ họng, thì tôi bất giác á khẩu toàn thân lạnh cóng. Trên màn hình tinh thể bóng loáng, phía sau tôi là một khuôn mặt khô đanh, tóc dài lòa xòa xóa ra và một cặp mắt đỏ lòm đang trợn trừng nhìn nhìn. Một tháng trước, tôi mau mãi thay đồ vì nhận ra hôm nay là cuộc hẹn trước kỳ nghỉ hè của nhóm 18 h Căn hộ mà tôi được ba mẹ thuê cho ở, chỉ cách quán cà phê Starbucks mấy trăm bước chân. Đó cũng là nơi mà các thành viên trong nhóm hay tụ tập Cuộc hẹn diễn ra vào 7 giờ sáng Nhưng đêm qua do tôi mải mấy trận game Nên quên đặt báo thức Tôi nhanh tay khoác vội áo Rồi nào bắn sang bên đường Nhắm hướng quán cà phê mà tiến lại Đẩy cửa tiến vào Thì bên trong đó có mặt đông đủ thành viên Tiếng của Việt toàn vang lên sang sảng. Thẳng mắc dịch Nhà gần nhất mà để chúng tao chờ là sao mày Việt Toàn là một cậu bạn tôi chơi đã lâu. Cậu ta là sinh viên năm hai như tôi, Hiện đang làm thêm trong một công ty máy tính và là người khá cuồng tín với những chuyện tâm linh. Nghe thấy giọng trách móc của bạn mình, tôi chỉ biết gãi đầu lắp bắp đáp lời. Tao tao ngủ quên. Thủy Sương cắt nhẹ. Tớ đã gọi cho cậu mấy cuộc đó. Tôi chỉ biết cười trừ, nhanh chóng ngồi xuống rồi gọi một ly cà phê đen đá như thói quen hàng ngày. Tiếng của Tuấn Anh vọng ra đều đều. Đừng có đến trễ như thế chứ Tớ đã thức cả đêm làm việc Mà vẫn ra đây đầu tiên đấy Tuấn Anh là người lớn tuổi nhất trong nhóm Tính tình rất thẳng thắn Và tôi tin cậu ta là người tốt Chưa kịp đỡ lời Thì chất giọng trầm đục của Minh Nguyệt đã cất lên Hôm nay cho cậu bao hết chầu này Lần sau chưa cái tật đó đi ha Tôi quay sang nhìn người tiền bối học trên mình một khóa Rồi khép mỉm cười gật đầu minh nguyệt sở hữu nhan sắc tinh khôi nhưng luôn toát ra vẻ u ớt khó tả tiếng việt toàn làm cả đám cười ẩm lên mày lại thức xem bậy bạ chứ gì hai mắt thâm quần lên được kia kìa tôi cười theo phụ họa rồi bắt đầu kế hoạch săn ma mà nhóm năm người chúng tôi đã đề ra từ trước đó cả tháng trời tiếng việt toàn gá nghiện máy tính cất lên đầy hứng khởi các cậu nghe về máy bắt ma chưa có một nhà khoa học đã chế tạo ra thứ đó đó ông ta đã thí nghiệm thành công nhưng chẳng ai chịu tin ông ta cả lạ nhất là khi ông ta mất đi những kẻ chê bai ông ấy đều bị cơn ác mộng đến gần chết lúc ngủ liệu có phải ma có thật hay không tuấn anh gật đầu đáp dần dần nó gọi là bóng đè thì phải nó xuất hiện lúc con người ta mệt mỏi nhất là trạng thái nửa tỉnh nửa mê cờ mà bóng đè đã được các nhà khoa học giải thích rồi mà Minh Nguyệt thốt lên. Thế thì đâu tính là hiện tượng siêu nhiên? Thủy Dương gật đầu không đáp, cô ấy là một người khá ít nói trầm tính và có đôi mắt sâu thăm thẳm. Việc toàn thấy bầu không khí trùng xuống thì xua tay bảo. Hôm nay chúng ta hẹn nhau ra đây để thực hiện kế hoạch đi săn ma. Bớt nói mấy cái tào lao đi nào. Để xem ma quỷ có thật như lời mấy người đồn không. Cả nhóm gật đầu rồi quay lại chủ đề cũ. Minh Nguyệt lên tiếng xua tan cái không khí trầm tư đó. Tôi thấy chúng ta nên tìm một địa điểm nào đó có âm khí nặng, nhất là những nơi có người chết và đặc biệt là chỉ được thấy lúc 1 đến 3 giờ sáng. Việt Toàn gật đầu rồi tiếp lời. Còn phải chọn người nào có sóng não hợp cơ, người ta vẫn bảo là cao hoặc thấp tướng số đó. Cả đám lại trụm đầu bàn tán điều gì đó khá lâu, mãi đến khi đã gần 12 giờ trưa. Chúng tôi mới tạm chia tay nhau Việt Toàn cất tiếng nhắc nhở Hôm nay à, tới đây thôi nhé Mọi người cứ về chuẩn bị tốt việc mình được giao Đêm nay tớ sẽ tìm địa điểm thích hợp Đúng 5 giờ sáng mai tập trung ở đây như đã hẹn Đột nhiên như sực nhớ ra điều gì Tuấn Anh quay sang nhìn tôi và hỏi À quên Quỹ nhóm còn bao nhiêu tiền vậy? Tôi cho mày định thần rồi đáp Còn 2 à, triệu 400 ngàn thôi Minh Nguyệt sen vào Hai triệu bốn trăm ngàn Thì không đủ mua trang bị rồi Tôi sực nhớ ra điều gì và bảo Gần chỗ tớ À Có cái bà thầy bùa khá nổi tiếng Hay là để tớ tìm đến hỏi xem Biết đâu sẽ tìm ra được gì đó Còn đỡ hơn là bỏ tiền chạy vòng vòng Rồi hỏi tụi sinh viên về mấy cái thứ ma mị Việt Toàn gật đầu Ý kiến không tồi Nhờ cậu cả đấy Tuấn Anh cũng đồng ý và nhanh chóng phân chia nhiệm vụ rõ ràng cho từng thành viên. Việt Toàn sẽ tìm địa điểm ma ám mà người ta hay đồn đại. Bình Nguyệt sẽ chuẩn bị hậu cần và các vật dụng cần thiết để chụp một hồn ma. Tuấn Anh sẽ đảm nhiệm việc xe cộ đi lại. Còn tôi và Thủy Dương thì tiện đường nên sẽ đi tìm hiểu sâu hơn về các nghi thức và thế giới tâm linh thông qua bà thầy bùa gần nơi tôi ở. Căn nhà của bà thầy bùa cách chỗ tôi ở khoảng hai cây số về hướng chân núi. Đó là một căn nhà biệt lập nằm sâu trong cánh rừng già. Lối vào tương đối nhỏ hẹp và ẩm ướt. Những cây cổ thụ chẳng chỉ xây leo làm cho không gian nơi đây lúc nào cũng có một cảm giác lạnh lẽo. Khác xa với văn minh đô thị dù hai nơi chỉ cách nhau độ mấy cây số. Căn nhà của bà thầy bùa nằm im lìm dưới gốc cây đa cổ thụ có tàn lá lớn, quanh năm che đi ánh sáng mặt trời. Khác xa với những lời đồn mà tôi nghe được về bà thầy bùa này, mở cửa cho chúng tôi lại là một cô gái còn khá trẻ, ước chừng chỉ chạc tuổi tôi. Cùng lắm là hơn tôi một hai tuổi, nhưng tôi xin phép gọi là bà như cách người ta vẫn gọi. Vừa thấy chúng tôi, bà thầy bói đã gườm gườm rồi phán luôn. Các người không phải tới thỉnh bùa, mà vì chuyện khác đúng không? Tôi giật thoát mình quay sang nhìn Thủy Dương, cả hai im lìm không thành tiếng, bất chợt bà thầy bùa nhìn ra phía sau mấy giây và nhìn thủy sương hỏi người theo đằng sau cô là ai đó thủy sương tái mét mặt quay lại nhìn theo phản xạ tự nhiên nhưng sau lưng cô chỉ là những bụi rậm um tùm đang khẽ lay động vì gió tôi cũng cảm thấy một cảm giác rờn rợn nên hoang mang lắp bắp vâng chủ, chúng tôi chúng tôi đến hỏi về thứ khác ạ bà thầy bùa khẽ liếc xéo một phòng rồi đẩy cánh cổng để chúng tôi vào. Cánh cổng sắt cũ kỹ, bạn lẻ hoen dì vang lên thanh âm kẹt kẹt đến chói tai. Chúng tôi lén lén nhìn nhau, rồi cùng mắm môi đi theo bà thầy bùa qua một mảnh vườn rộng chừng bốn cái chiếu hoa. Trên đó lố nhố những mùa đất nhỏ bằng cái nồi. Mỗi mùa đất lại cắm trên đó một lệnh bài bằng chữ nho mà bản thân tôi cũng không hiểu. Gian buồng nằm khuất ở góc khuôn viên nhà là nơi bà thầy bùa dùng để tiếp những khách quan trọng đập vào mắt chúng tôi là hình ảnh bốn cái hộp sọ nhỏ bằng bàn tay trên đó có dán bốn miếng bùa đỏ ghi một thứ văn tự cổ quái làm tức rùng mình lùi lại một bước định thận lại hai chúng tôi ngồi vào chiếc ghế cổ kê sát án hương quan sát hết một vòng mới thấy khung cảnh gian buồng tuy chỉ nhỏ bằng cái phòng trực của bảo vệ ở trường nhưng bên trong toát ra cái thứ ma lực gì ghê gớm lắm làm toàn thân tôi len lỏi một thứ cảm giác ớn lạnh trong căn buồng nhỏ bày biển mấy chục bát hương Nhưng độc chỉ có bốn chiếc đầu lâu nhỏ Mà tôi đoán chừng chỉ bằng đầu của một trẻ sơ sinh Bà thầy bùa nhìn chúng tôi mấy giây Chưa để bà ta cất giọng Thì tôi đã lên tiếng dò hỏi Ma Ma ở lại trên dương gian làm gì Bà thầy bùa không chần chừ đáp liền Ta không biết được hết mọi thứ Nhưng mục đích của chúng là khác nhau linh hồn được chia làm hai loại là oan hồn và phần còn lại oan hồn là những hồn ma khi chết vẫn còn những ân oán chưa giải quyết hết ở trên dương gian nên còn vướng bận hồng trần không đi đầu thai siêu thoát chúng thường tồn tại dưới hình dạng khi sống hoặc ngay tại lúc chết thường thì chúng cố gắng bám trụ lại cái thế giới này để giải quyết ân oán bản thân phần còn lại thì chúng tồn tại chẳng có mục đích rõ ràng và chúng chỉ đi hù dọa người ta thôi Tôi nhìn bà thầy bùa mấy giây rồi ngập ngừng hỏi. Nếu oan hồn giải quyết xong ân oán cá nhân thì sẽ như thế nào? Bà thầy bùa thắp ba nén nhang, cắm lên bàn thờ rồi quay lại nhìn tôi bảo. Dù là người thấy ma hay là ma thấy người thì mọi thứ cũng rất mơ hồ. Như vậy bản thân chính các oan hồn cũng không xác định được rõ kẻ thù của mình là ai. Thế nên khi chúng thấy cậu thì cậu đoán xem mọi việc như thế nào chúng sẽ điền lên mà tìm cách sát hại cậu để cướp lấy linh hồn. vì vậy khi gặp chúng, cách tốt nhất là hãy nhắm mắt và che miệng lại. mà tốt nhất là đừng có động chạm gì tới chúng. dương gian có quy tắc của dương gian, ma quỷ cũng có nguyên tắc của ma quỷ. nước sông không phạm nước giếng, mạnh ai nấy sống. nhưng một khi đã chót động chạm vào rồi, thì tháo cỡ rất khó, bởi vì oan hồn thường đeo bám rất dai dẳng, bất kể cậu ở đâu. Thế rồi để mặc cho tôi đang há hốc mồm ngạc nhiên Bà thầy bùa quay sang nhìn Thủy Dương Rồi cất giọng chậm chậm Lúc nãy ở ngoài cửa Ta đã thấy có linh hồn kẻ nào đó bám theo cô Chứng tỏ cánh cửa linh hồn của cô có khe hở đấy Thủy Dương run rẩy lắp bắp Cánh... cánh cửa linh hồn Cánh cửa linh hồn là gì? Bà thầy bùa thủng thẳng nhấp ngụm trà rồi đáp Khi con người chết Linh hồn sẽ đi từ cánh cửa này sang thế giới khác. Cái cửa đó chỉ mở một lần trong đời, đó là khi chết. Vì cánh cửa này rất mong manh, lại là trung gian giữa hai thế giới, nên nhiều người mới có thể nhìn ra ma quỷ. Còn những người bình thường thì không thể nào. Cách duy nhất để họ có thể nhìn được, đó là nhìn qua gương. Thủy Sương tím mặt hỏi lại. Vậy phải phải làm thế nào để tôi có thể đóng được khe hở đó? Bà thầy Bói làm mặt nghiêm trọng rồi bảo: "Ta có thể cho cô một tấm bùa, đó là cách hóa giải duy nhất." Tôi sèn ngang: "Vậy tốn bao nhiêu tiền để có được lá bùa đó?" Bà thầy Bùa nhìn hai chúng tôi rồi khẽ hiếp mắt đáp: "Nhìn hai đứa có vẻ là sinh viên, thôi thì ta lấy rẻ, 5 triệu." Cùng lúc đó tại nhà trọ nơi biệt toàn chú ngủ, Tiếng gõ bàn phím lách cách vang lên đều đặn. Việt Toàn đẩy cao cặp kính cận đang trễ ở sống mũi rồi thầm nghĩ. Đừng nói gì tới ma quỷ, ngay cả việc bị bóng đè mình còn chưa từng trải qua. Nghe thôi thì không đủ, việc mình cần làm là lợi dụng chúng nó làm chuột bạch để có thể thấy được hiện tượng tâm linh. Nghĩ rồi, Việt Toàn tiếp tục tìm những địa chỉ ma ám nổi tiếng trên công cụ tìm kiếm Google. Bất chợt, hai mắt gã sáng rực rồi dừng lại tại một dòng tít với căn nhà ma ám tại cao bằng nhanh chóng kích vào đường link việt toàn trong mày theo dõi những hình ảnh quái dị và lẩm bẩm xem ra căn nhà đã quá cũ để im xem nào đây rồi một cái bàn trang điểm ẩm mốc một cái bếp siêu vẹo việt toàn tập trung tâm trí rồi lẩm bẩm theo dòng giới thiệu căn nhà này nhìn khá cũ kỹ có lẽ nó đã được xây từ rất lâu rồi Thức ăn trong tủ cũng đã bám đều xanh Bên trong là một căn phòng với tấm bàn trang điểm đổ nát Bà năm trước có một người đàn bà chuyển đến đây và treo cổ tự tử Nhiều người đồn bà ta tự sát Có người lại đồn bà ta bị giết Còn cảnh sát cũng bó tay Nhưng điều ghê rợn là khi người ta phát hiện ra Cái đầu vẫn treo lủng lẳng trên xà nhà Còn cái xác thì thối rữa dưới đất Việt Toàn đang tập trung thần trí Mắt càng ra nhìn ngắm những hình ảnh trong căn nhà thì bất ngờ tiếng chuông điện thoại kêu lên làm gã giật mình Tí nữa thì ngã lộn cổ xuống đất Gã điện tiết gầm lên Tiền sư thằng nào gọi giờ này Làm ông giật cầm mình Gã với tay lấy cái điện thoại đang đặt trên bàn Thì nhận ra người gọi đến là Tuấn Anh Đầu xe bên kia vọng lại tiếng thúc giục Sao rồi? Mày đã tìm được địa điểm nào để ngày mai đi chưa? Việt Toàn đắc chí lớn giọng. Tao tìm được rồi, là một căn nhà ma ở Cao Bằng Nếu chạy xe lên đó thì cũng mất mấy tiếng đồng hồ Ý mày sao? Tuấn Anh vui vẻ đáp liền Được rồi, cứ tìm hiểu thêm thông tin đi Tao đi báo cho mọi người một tiếng Xem ra kỳ nghỉ hè năm nay có trò thú vị đây Việt Toàn nhanh chóng cúp máy rồi tiếp tục xem những hình ảnh về căn nhà ma quái trên đường Linh Nọ Gã chút nữa thét lên vì tấm ảnh chụp cận cảnh kết đầu lâu người đàn bà đang im lìm ở sợi dây thừng treo trên xà nhà. Cách đầu với hai mắt trợn ngược, tóc xóa ra che gần hết khuôn mặt, máu mè thấm đẫm nền nhà. Gã điếng hồn mấy giây vì hình ảnh ma quái đó. Định thần nhìn lại thì toàn thân hắn nổi hết gai ốc. Gã tập trung nhìn lại một lần nữa rồi bất chợt kêu thét lên. Ngã ngửa người ra đất vì hình như con người trong trọng mắt đó vừa liếc xéo nhìn gã. Tiếng thét của gã vọng ra đầy hái hùng làm thằng bạn thân trọ cùng phòng giật mình Lao lên hỏi dồn Cái gì đây Cái gì mà mày gào toáng lên đấy Gã chỉ tay vào màn hình máy tính Rồi run rẩy không đáp Thằng bạn tò mò nhắm mắt nhìn vào Rồi đột nhiên cười lên ha ha Có cái đầu búp bê Mà mày cũng sợ sao Rõ là cái độ nhát chết Việt toàn run rẩy đưa mắt nhìn lại Thì quả nhiên trên màn hình Tại vị trí cái đầu của người đàn bà Chỉ là cái đầu búp bê Việt Toàn dụi mắt mấy lần Rồi nhìn thằng bạn ngơ ngác Thằng bạn bỏ vào nhà tắm Không quên ném cho gã mấy câu châm chọc Gã nhìn lại cái đầu búp bê rồi làm bẩm Quái lạ Chắc tại mình suy nghĩ nhiều quá Nên tưởng tượng ra chăng Đúng là thần hồn nát thần tính 5 giờ sáng hôm sau Chiếc xe 16 chỗ mà nhóm chúng tôi gom tiền thuê được đã đón đủ 5 thành viên trong nhóm hướng cao bằng thẳng tiến sau khi bỏ về từ nhà bà thầy bùa hôm qua thì dương bỗng trở nên lạ hẳn cô chậm ngâm ít nói và chỉ tha thần thả hồn qua ô kính cửa xe phong cảnh đẹp thật khác xa thành phố ồn ào tiếng minh nguyệt vang lên đầy hứng khởi chúng tôi cũng sung sướng hít căng đầy lồng ngực thứ không khí trong lành mà thành phố không có nhưng có lẽ phần do mệt mỏi vì phải dậy sớm phần vì ngồi xe đã mấy tiếng đồng hồ nên cả đám chúng tôi cũng mau chóng thiếp đi lúc nào không hay cho đến khi tuấn anh dừng xe cho cả đám nghỉ ngơi thì tôi mới lục tục tỉnh dậy cả đám bước ra ngoài nhanh chóng lấy ra bản đồ địa lý theo bản đồ thì còn hai chục cây số nữa là tới rồi tiếng tuấn anh cất lên trêu chọc mày chỉ đường có đúng không vậy toàn việt toàn gắt nhẹ yên tâm tao có phải rô rô đâu mà lạc nghỉ ngơi chừng 10 phút, thì cả đám lại lên xe nhắm địa chỉ trong bài báo mạng mà xăm xăm chạy xe tới. Quả nhiên đúng theo địa chỉ đó, chúng tôi phát hiện ra ngay một căn nhà đổ nát nằm cách hương lộ chừng mấy chục bước chân. Ngôi nhà đổ nát đến hoang tàn, cánh cổng sắt đã hoen gì, một bên sứt cả bản lề. Trước mặt căn nhà là đám cỏ dại mọc um tùm, cao ngang không người lớn. Căn nhà gỗ ba gian, bên phải khuôn viên là một cây mít có tàn lá lớn, Sát cạnh đó là một giếng nước đắp phủ đầy rêu mốc. Thoáng nhìn toàn cảnh căn nhà, chúng tôi đều sộc lên một cảm giác ớn lạnh rùng mình. Căn nhà tọa lạc một mình nơi đây, nên càng tồn lên cái vẻ vắng lặng đến độ u uất. Cả đám sốc lại tinh thần rồi đánh bạo tiến vào. Tôi thấy rõ nét mặt của Thủy Dương đã chuyển sang tái mét. Cả Minh Nguyệt cũng mất đi phần nào vẻ cứng cỏi ban đầu. Việt Toàn có lẽ là người háo hức duy nhất trong bọn gã nhanh chân chạy lên bậc thềm rồi đưa tay đẩy cánh cửa gỗ cánh cửa không khóa tiếng bản lề vang lên kèn kẹt, kẹt như phản đối Để mở toang ra một lớp bụi lờ mờ như xương kèm theo mùi ẩm mốc sọc ra làm chúng tôi cũng lùi lại ho sặc sụa sau khi không khí kèm theo cái nóng của mặt trời sọc vào chúng tôi mới từ từ bước vào trong đập vào mắt tôi là một khung cảnh hoang tàn đổ nát chính giữa gian nhà là bộ bàn ghế đã chóc hết nước sơn phủ đầy bụi bẩn phía sau bộ bàn ghế là một chiếc tủ bằng gỗ lim bên trên là một bát nhang đã nguội lạnh mạng nhện răng đầy quanh nhà bên trái là một chiếc giường bằng gỗ đã lật mấy rát một chiếc mùng trắng đục đang khẽ lay động vì gió luồn vào từ ô cửa phía sau nhà bên phải so với gian nhà chính là một cái buồng tối om việt toàn nhanh tay đặt con chó toàn thân màu trắng mà gã mang theo từ thành phố rồi lấy dây cột nó vào chân ghế Cả nhanh chóng lấy ra một ít thức ăn đổ ra cái đĩa rồi xoa đầu con chó và bảo mày ăn đi rồi ngồi đây nếu mày thấy ma mà, thì đuổi nó đi nhé con chó vẫy đuôi xoắn suýt rồi vụt đầu vào đĩa thức ăn cả đám bảo nhau đi vòng quanh nhà xem xét phía sau nhà là một cái ao nước tù đã nổi váng đen cây cối ôm um tùm che kín cả hàng rào sau nhà cả đám vòng ra ngoài rồi cùng chăm chăm trụng đầu nhìn xuống cái giếng cổ rêu mốc giếng đã cạn khô nước chỉ thấy một màu tối om nhìn không thấy đáy vì tàn lá của cây mít phủ xuống che kín ánh sáng mặt trời tôi định thận quan sát thì nhận ra nó được xây bằng xi măng bên trong lót bằng những tảng đá to bằng cỡ bàn tay người đang sầm sầm tính bật đèn flash của điện thoại thì tiếng của tuấn anh kéo chúng tôi trở lại thực tại mọi người nhìn xem chính là nơi này Cả đám cùng nhìn nhau rồi hiếu kỳ chạy vội vào trong nhà. Sàn buồng tối om đã được cậu bạn mở ra từ bao giờ. Cả đám nhanh chân tiến vào trong, chỉ thấy một thứ mùi tanh tanh ẩm mốc và cực kỳ lạnh lẽo sọc vào người. Chúng tôi bật sáng ngọn đèn pin rồi soi lên trần nhà. Quả nhiên đúng như bức ảnh đã chụp trên trang báo mạng. Một chiếc xà nhà lạnh lẽo nằm chơ ra, hệt như bức ảnh chúng tôi đã được việt toàn cho xem. Cả đám đoán chừng đây chính là nơi người đàn bà kia đã cho cậu chết vậy thì ngay dưới chỗ chúng tôi đứng chính là vị trí cái thầy rụng xuống và rửa nát cả đám nhìn nhau lấm lét rồi cùng lùi lại theo bản năng tôi nhớ đến lời của bà thầy bùa sáng hôm qua nên quay sang nhìn thủy Dương rồi lấy hết can đảm hỏi cậu có thấy gì chưa thủy Dương lắc đầu đáp từ lúc vào đây tôi chưa thấy gì lạ Tôi thở vào nhẹ nhõm Thì bất ngờ Thủy Dương trong mày Chỉ tay lên xà nhà nói một câu cột lộn Có điều nó còn đáng sợ hơn là gặp ma Cả đám đòi đèn pin theo hướng Thủy Dương chỉ Và căng mắt quan sát Cả đám hái hùng nhận ra trên cái xà nhà Có nước sơn đen kịp đó Vẫn còn đoạn dây thừng cột chặt Chưa được tháo xuống Thế rồi cả đám nhanh chân ra ngoài Rồi không ai bảo ai Cùng lục tục bắt tay vào chuẩn bị việt toàn cùng tuấn anh ra ngoài xe để lấy dụng cụ để chuẩn bị lắp đặt các thiết bị quay phim còn phần tôi và hai cô bạn thì nhanh chóng quét dọn qua loa cho khoảng hiên nhà vì có thể đêm nay chúng tôi sẽ ngủ luôn ở đây dĩ nhiên nếu mọi chuyện bình an vô sự sau khi ăn uống nò nề cũng là lúc màn đêm bắt đầu ập đến tuấn anh đặt tấm bản đồ vẽ sơ qua khu nhà rồi bắt đầu cất tiếng chiều nay tớ đã đi vẽ lại vị trí tất cả các nơi trong mảnh đất này tất cả mọi thứ đều theo một trật tự sắp xếp nhất định từ cái giếng gốc mít cái ao và các phòng đều theo một quy luật đoạn ngừng một hơi đưa ánh mắt dò xét rồi lấy cây bút chỉ khoanh vào vị trí gian nhà giữa và bảo căn phòng ngoài không chịu ảnh hưởng của thế đất nên là nơi an toàn nhất vậy thì chúng ta chỉ có thể làm lễ gọi hồn ở gian phòng trong tức là đúng nơi người đàn bà kia đã thắt cổ chết một năm trước. Cả đám đang trêu đầu bàn bạc sắp xếp cho chu tất, thì bất ngờ một bóng đèn phóng vụt xuống, làm con chó trắng giật xích sụa ẩm lên. Cả đám hoảng hồn rú lên, mình nguyệt ngồi sát vào tôi rồi lắp bắp. Cái... cái gì thế? Tuấn Anh vốn là người cứng cỏi, nhanh tay đòi đèn pin về hướng bóng đen đó, thì nhận ra đó là một con chim khá lớn con chim có bộ lông đèn óng mấy đám lông ở cánh và đuôi lại xóa dài ra như một mớ tóc rối con chim lạ mới xả xuống đậu ngay trên bậc thềm cách chỗ chúng tôi ngồi chỉ hơn chục bước chân mấy ánh đèn pin cũng rọi theo hướng về con chim lạ mình nguyệt run giọng lắp bắp còn con chim nhưng mà miệng nó ngậm gì thế cả đám tiếng hồn quan sát dưới ánh sáng của đèn pin hắt ra ánh mắt con chim đó đỏ quạch trong miệng cũng ngập một mẩu thịt còn nhỏ máu tòng tòng tuấn anh lao lên chụp nhưng con chim tưởng chừng như bị thương đó lại lao vụt vào trong đám cỏ dại ngay trước hiên nhà và mất hút vì mãi chú ý đến con chim lạ mà chúng tôi không để ý đến thái độ khác lạ của thủy xương cũng như con chó mãi mấy phút sau cả đám mới tụ lại đông đủ việt toàn nhìn cả đám chấn an rồi lên tiếng giải thích về trò chơi gọi hồn gã móc trong ba lô của mình ra những vật dụng đã chuẩn bị đầy đủ, trải chúng đã nền đất, trong khi cất giọng đều đều. Đây là trò chơi trục hồn, tớ đã từng thử qua. Nghe nói nó là một thuật rất nguy hiểm. Có một lần tò mò, tớ đã thử qua. Tất nhiên là chẳng có gì xảy ra cả. Người ta bảo nghi thức này phải thực hiện ở nơi có người thắt cổ chết thì mới linh nghiệm. Vật dụng cần dùng thì đơn giản lắm. Chúng tôi nhìn theo hướng tay gã chỉ. Trên nền chiếu là hai con búp bê giống hệt nhau, một chiếc kim băng dài, một cái đài thu âm cũ mềm, một miếng gan bò, năm bịch muối biển, một cái dây cột thành hình thỏng lọng và một con dao rị xét. Việt Toàn nhanh chóng thúc giục cả đám tiến vào trong gian buồng. Tuấn Anh đã bố trí máy quay hồng hoại ở góc nhà từ chiều. Sau khi cẩn thận kiểm tra, chúng tôi bắt đầu bước vào thực hiện nghi thức mà cho đến bây giờ mới thấy việc đó như lao vào địa ngục, không có đường quay đầu. Minh Nguyệt bê chậu nước đã chuẩn bị sẵn, đặt vào chính giữa gian buồng rồi nhanh tay cho miếng gan bò vào trong lòng chậu. Theo sự sắp xếp của Việt Toàn, tôi cùng Thủy Dương lấy sợi dây thòng lọng nhỏ cột chặt cổ một con búp bê. Việt Toàn đã cẩn thận căn dặn là phải làm thật giống cảnh lúc con ma chết để chọc giận oan hồn. Đoạn chúng tôi cắt ra 5 cái móng tay của 5 người, rồi rạch bụng con búp bê thứ hai và nhét 5 cái móng tay vào trong đó chiếc kim băng được đâm đúng vào vị trí tim của nó con búp bê đó nhanh chóng được nhúng vào chậu trong chậu có máu và miếng gan bò máy thô âm đã được bật lên hướng ăng ten quay về phía tây gian buồng và lặp đi lặp lại một âm điệu réo rắt rất chói tai sau khi cả đám thắp lên chín ngọn nến tượng trưng cho chín vía của oan hồn khi nén nhang bắt lửa cháy đỏ rực cũng là lúc tiếng lầm rầm phát ra không dứt Mở vong lên mời vong lên mời vong lên Việt Toàn nhanh tay rắc muối tạo thành một vòng tròn bao quanh chậu máu để ngăn cản việc hồn ma thoát ra ngoài. Sau đó cả đám nắm tay nhau, hồi hộp căng mắt mà chờ đợi. Trước lúc thắp nhang, Việt Toàn đã cẩn thận căn dặn cả đám. Nếu có nghe thấy tiếng gì ở máy thu âm phát ra thì đừng bỏ chạy. Năm người phải nắm chặt tay nhau. Sau khi kết thúc nghi lễ thì dùng con dao này đâm vào can bò ba lần, mỗi lần đều phải nói nhỏ là mời vong đi Sau đó đem con búp bê đi Đốt đi để tránh việc bị vong theo Và khi làm lễ tuyệt đối không được có gương trong phòng Bên ngoài trời đã đổ mưa tầm tã Khói nhang bốc lên lờ mờ Làm cả đám nín thở chờ đợi Tiếng nhạc ở tần số gần chạm ngưỡng hạ âm Vẫn phát ra đều đều trong không gian lờ mờ Chào đảo của mấy ngọn đèn cầy Tôi điếng hồn khi nhận ra bàn tay Thủy xương Chợt nắm chặt lấy tay mình liền sau đó là những tiếng tõm tõm như tiếng bước chân ai đạp nước đang đi vòng quanh căn nhà. Tôi chắc chắn giây phút đó không chỉ có mình tôi nghe thấy âm thanh lạ mà cả đám đều nghe được vì sắc mặt ai nấy cũng lộ ra nét hoang mang tột độ. Cả đám nín thở căng mắt chờ đợi thì bất ngờ tiếng sủa của con chó ở sân nhà vọng ra làm cả đám giật bắn mình. Không ai bảo ai, cùng ngoái đầu nhìn ra không gian mở tối đó nén nhàng cũng đột ngột tắt lịm. Chúng tôi nhanh chóng đầm lá gan bò, rồi chán nản bỏ ra ngoài. Phần vì không thấy có oan hồn nào nhập vào, phần vì tiếng sủa của con chó dần biến thành tiếng rên ư ư, làm cả đám bàng hoàng lắm. Nhất là vật tư và tiền bạc đều để ở trong xe ô tô đậu ngay ngoài hương lộ. Cả đám nhanh chóng tiến ra, thì nhận thấy con chó đang rút đầu ở dưới chiếc tủ, dưới gầm bàn thờ. Tuấn Anh phải chui vào kéo mãi nó mới chịu chui ra, miệng rên lên những tiếng run rẩy. Cả đám trong mày nhìn thì thấy mấy đầu móng chân con chó có đọng cái vết gì đỏ thấm. Cả đám bế con chó rồi cẩn thận kiểm tra lại. Trong căn nhà ba gian chẳng có ai khác xâm nhập. Ngày lúc đó, chúng tôi không nhận ra con búp bê mà chúng tôi treo ở trên chậu máu đang khẽ cử động. Thần con búp bê rời tóm vào chậu máu đỏ lòm, còn cái đầu vẫn thiết chặt ở trên sợi dây thòng lọng. Mình Nguyệt lấy mảnh vải Rồi cẩn thận lau bàn chân con chó Đoạn cây sang và bảo Chẳng có vong nào lên đâu Tớ nghĩ là trở về thành phố đi Còn phải đem con chó đi thú y nữa Việt Toàn gạt phát Mới thử có một lần Sao cậu dám nói là không có vong Với lại trời mưa lớn Ai chạy xe được Vết thương con chó có tí tẹo thế kia Cần gì đi thú y Thủy Dương cắt nhẹ Cậu thật là vô trách nhiệm con chó là cậu mang đến mà nó đang chảy máu kia kìa tôi ngán ngẩm không thèm can sự vào cuộc cãi vã đang có chiều hướng đi lên đó đoạn tiến ra nhà ngoài hút thuốc cùng tuấn anh Thắng thấy cái nét mặt trầm tư của bạn mình tôi cất giọng dò xét cậu có thấy có điểm gì kỳ lạ không tuấn anh nhìn tôi rồi nhanh chóng đảo mắt vào trong phòng đoạn run giọng thủ thì căn nhà này có gì đó mà quái lắm lúc tớ kéo con chó ra dưới gầm bàn thờ chi chít dấu chân cào đẫm máu Cậu nghĩ xem Lúc chúng ta ra là nó đang chui ở gầm giường Không lẽ con chó leo lên nóc tủ Rồi cào lên bàn thờ Còn nữa Lúc tớ vào lấy cái máy quay hồng ngoại Cậu biết tớ thấy gì không Còn búp bê thắt cổ trên chậu máu Đã đứt lìa thân rồi Đã vậy Tôi tái mắt hỏi lại Sao Đã vậy sao Tuấn Anh chỉ tay ra chiếc ô tô và lắp bắp. Lúc nãy tôi đã kiểm tra đồ đạc thì chiếc xe đã bị chốt ở trong rồi. Cũng không tìm thấy chìa khóa đâu cả. Tớ đã bảo Việt Toàn đốt con búp bê để tránh những chuyện xấu rồi. Tôi điếng hồn nhìn ra chiếc xe rồi nhìn bạn mình. Từ lúc tiếng bước chân vọng lại quanh nhà, tôi đã có một linh cảm không lành. Rốt cuộc chuyện quái gì đang diễn ra đây? Tôi căn dặn Tuấn Anh đừng vội kể chuyện đó cho hai người bạn gái đợi trời sáng chúng tôi sẽ rời khỏi đây. Cuộc tranh luận trong nhà vẫn diễn ra căng thẳng, đến mức Minh Nguyệt tức giận ôm con chó bỏ hẳn ra góc giường ngồi. Tôi và Tuấn Anh cùng thống nhất sẽ giữ kín những sự việc kỳ lạ đó, rồi mau chóng thúc giục cả đám đi ngủ. Đặng ngày mai sẽ trở về thành phố. Và khi cánh cửa gỗ nặng nề khép lại, cũng là lúc cơn ác mộng bắt đầu. Chúng tôi thống nhất triệt ca ra để canh cho nhau ngủ để đề phòng đêm hôm thấy ánh đèn, trộm cắp sẽ lẻn vào mà lấy hết vật tư. Từ bây giờ đến sáng còn gần 4 tiếng nữa và Việt Toàn sẽ là người trực đầu tiên. Tôi nằm chằn chọc, trở qua trở lại nhưng cũng không thể nào ngủ được dù cặp mắt đã cay xẻ. Mãi một lúc lâu sau mới có thể chợp mắt thì tiếng chuông báo thức lại kéo tôi dậy. Tôi mệt mỏi lồm cồm ngồi lên, đưa chiếc điện thoại lên, định thần nhìn vào màn hình thì nhận ra mới gần 3 giờ sáng. Tôi nhận ra tới phiên mình trực nên mau chóng tiến đã thúc giục Việt Toàn đi ngủ. Tôi nhìn quanh căn nhà mấy giây rồi hỏi. Ủa, mày? Rồi Minh Nguyệt đâu rồi? Việt Toàn ngáp dài đáp. Cô ấy kêu áo xính máu nên ra ngoài thay rồi. Mới vừa đi xong thì mày dậy á. Tôi ập ở rồi sụp cả đi nằm để tôi trực thay ca. Việt Toàn ủe hoài đứng lên rồi chép miệng bảo. Thế cậu trực thay cho tớ một lát nhé Tớ đi tẻ cái Tớ gật đầu rồi ngồi xuống chiếc ghế cổ đã chóc hết nước sơn Định bụng lấy smartphone ra Để đọc báo những nơi hoang vu này Lại không có sóng điện thoại Việc toàn đẩy cửa bước ra Bên ngoài trời vẫn mưa tầm tã không dứt Vừa đi được ba bước Định bụng tiến ra bên hông nhà để giải quyết Thì bất ngờ gác khựng lại nheo mắt nhìn Phía bên phải căn nhà là một căn bếp đã bỏ hoang từ lâu không hiểu tại sao bây giờ lại len lói ánh sáng như ánh đèn cầy hát ra gã bẩn thần mấy giây rồi tính hiếu kỳ thúc đẩy đôi chân gã nhanh chóng tiến lại gần bếp gã hé hé mắt nhìn vào trong quả nhiên minh nguyệt đã đứng ở đó từ bao giờ còn chó được cột lại ở góc bếp đang sủa lên những tiếng inh ỏi gã cất giọng hỏi Ơ ờ hay cậu còn giận dỗi tớ hay sao mà nửa đêm bỏ ra đây không nhanh lên trên nhà đi ở đây mà có rắn rết thì nguy hiểm lắm Minh Nguyệt vẫn đứng im lìm Quay lưng ra cửa Dù khá đã cố gắng gọi ba bốn lần Nhưng cô vẫn không cử động Và cũng không có tiếng đáp lại Gã bực mình tiến vào Vỗ vai cô bạn Thì rất nhanh lại rụt tay lại Bởi vì khi cánh tay vừa chạm lên bờ vai Thì một cảm giác lạnh lẽo tột độ sọc ra Làm gã giật mình Ngay lúc đó Minh Nguyệt mới từ từ quay đầu lại mái tóc xính bết vì mưa gió đang xóa ra che kiến khuôn mặt làm gã tái mặt hãi hùng rú lên rồi cắm đầu bỏ chạy lên trên nhà bởi vì chỉ một giây thôi dưới ánh sáng hắt ra của ngọn đèn cầy trên bàn gã nhận ra vóc dáng là của minh nguyệt nhưng khuôn mặt lại của người khác với hai hốc mắt trũng sâu và cái khuôn mặt trắng bệch như sáp gã hoảng hồn lao lên trên nhà trên nhanh chóng đánh thức mọi người dậy Cả đám nghe tiếng gào của gã thì đã bật dậy ngay Lại nghe gã thuật lại Thì ai nấy đều tái mặt Cả đám lao xuống bếp Thì chỉ có mình con chó trắng vẫn chui lên thảm não Ánh đèn cậy cũng tắt lịm Còn lờ mờ một làn khói Nhưng mình nguyệt đã biến đi đâu mất Ba người chúng tôi nhanh chóng bật sáng hết đèn pin Rồi sục sạo vòng quanh nhà Cả những bụi rậm hay quanh ao Và cái giếng tối thôi Nhưng tuyệt nhiên không phát hiện ra tung tích Cả ba ướt nhẹp, hoang mang nhìn nhau trong lòng là bao nhiêu suy nghĩ. Bất chợt như sực nhớ ra điều gì, tôi quay sang hai người hỏi. Chết rồi, Thủy Dương đâu? Đến lúc này hai người bạn mới ớ người nhận ra. Cả ba nhanh chóng lao lên. Thì Thủy Dương đã ngồi im lìm ở cái ghế giữa nhà. Trên tay là cái máy thu âm cũ nát bàn nãy. Chúng tôi thở vào, nhưng ngay lập tức nhận ra có sự lạ bởi khuôn mặt thủy xương đang tái mét tay run run chỉ vào cái máy thu âm bên trong vọng lại tiếng gào thê thảm của minh nguyệt cứu cứu tôi với cứu biệt toàn hãi hùng ngã ngồi ra đất tôi kinh hãi chỉ tay vào máy thu âm rồi lắp bắp cái 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 gì thế cả bốn người chúng tôi cùng đưa mắt nhìn nhau tuy không ai nói với ai tiếng nào nhưng chúng tôi cũng biết oan hồn là có thật Và trò chơi gọi hồn đã thực sự bắt đầu Tuấn Anh điên cuồng túm lấy cổ áo Việt Toàn rồi gầm lên Thằng chó Sao mày nói chỉ cần lấy con dao đâm vào lá gan bò Là vong hồn sẽ biến mất Vậy chuyện quái gì đang xảy ra thế này Việt Toàn mặt cắt không còn giọt máu úa ớ không thành lời Tôi gạt Tuấn Anh ra rồi gắt lên Bây giờ không phải lúc để cãi nhau Phải nhanh chóng tìm ra Minh Nguyệt trước khi mọi việc đi quá xa. Tuấn Anh đẩy gã ra, rồi ngồi xuống chiếc ghế gỗ đối diện nơi Thủy Sương đang ngồi và vỏ đầu bứt tóc. Tiếng kêu cứu trong chiếc máy thu âm đã biến mất từ bao giờ. Cả đám ngồi im lìm, mỗi người theo đuổi một dòng suy nghĩ riêng. Mất một lúc lâu sau, Thủy Sương mới nhỏ nhẹ cất tiếng. Tớ về sực nhớ ra một câu chuyện. Lúc còn nhỏ, bà nội nói với tớ rằng, khi còn, người ta chết đi sẽ thấy một người đàn bà trong bộ quần áo cổ xuất hiện người đàn bà đó không có mặt tay ôm khư khư một con chó màu trắng người đàn bà thả con chó ra rồi nói với linh hồn người đã chết bằng mọi cách phải đi theo con chó đó tuyệt đối không được để mất dấu con chó màu trắng tuy nhỏ nhưng chạy rất nhanh sau mỗi bước đi của nó là sương mù bao phủ rất nhanh linh hồn của người mới chết phải tìm mọi cách xuyên qua màn xương đó mà không để con chó trắng bỏ lại và nơi con chó dẫn dắt linh hồn trở về chính là tang lễ của người đó. Dần dần có quan niệm khi chết thì để xác trong nhà 3 ngày. Ngày thứ nhất là ngày người thân chở linh hồn người đã chết trở về. Con chó trắng là nô nệ của thần chết. Nó đóng vai trò như người kết nối thế giới âm dương và hiện diện như một vị sứ giả. Minh Nguyệt vừa mới mất tích gần đây và chúng ta đều biết cô ấy bị oan hồn bắt đi. Tuấn Anh vỗ tay đánh đét một tiếng Rồi thốt lên đầy hy vọng Đúng rồi Chúng ta có con chó trắng mà Mau, mau thả nó ra Nó sẽ dẫn chúng ta tới nơi Minh Nguyệt bị giam giữ Thủy Sương gật đầu đồng ý Thế rồi cả bốn chúng tôi cùng lao xuống bếp Nơi bóng dáng Minh Nguyệt mới xuất hiện vài phút trước Tuấn Anh nhanh tay tháo sợi dây xích Con chó trắng dường như cảm nhận được điều gì Nên điên cuồng chạy lên nhà trên Nó lao vụt vào trong nhà rồi nhắm hướng cái tủ gỗ ở trong gian buồng trong nơi chúng tôi vừa làm nghi thức gọi hồn rồi cầm cử sủa lên những tiếng màn dợ cả đám nhìn nhau tái mét mặt mày rồi tiến lại mở toang cánh cửa tủ dưới ánh sáng xoay rọi của mấy ngọn đèn pin chiếc tủ cũ nát bên trong trống rỗng chẳng có gì cả nhưng lạ thay con chó trắng lại sủa mỗi lúc một lớn hơn hai chân trước với bộ móng vuốt sắc nhọn cào vào bên trong lớp gỗ mục nát Tuấn Anh quay sang nhìn Thủy Sương rồi nghi hoặc hỏi Cái tủ trống trơn tại sao con chó lại cứ cào? Thủy Sương không đáp Cô nhanh chóng đi ra nhà ngoài lục tìm một cây búa đinh rồi điên cuồng nhắm vào đáy tủ gỗ mà đập Một người, một chó kẻ cào người đập làm tôi giật mình hiểu ra có lẽ dưới đáy tủ này còn có một thông đạo bí mật Có lẽ Tuấn Anh hiểu ra điều đó trước tôi rồi cũng lao vào đập phá bốn người cùng con chó trắng lên cuồng đập sâu xuống khoảng một mét thì phát hiện ra có một thông đạo chúng tôi há hốc mồm nhìn nhau trước kịp định thần thì con chó đã lao vụt xuống không chậm trễ một giây nào cả đám chúng tôi cùng chui tọt xuống đường hầm rồi đuổi sát nút đường hầm sâu hun hút lại sọc lên một thứ mùi hôi tanh tẩm lợm ánh đèn pin trên tay chúng tôi chiếu đến đầu thì đám chuột bỏ chạy toán loạn đến đấy con chó chạy đến khoảng một ngã rẽ thì lại sủa lên ông ổng. Chúng tôi tức tốc lao đến thì thấy Minh Nguyệt đã nằm ở đó từ bao giờ. Tuấn Anh gục xuống, bế sốc Minh Nguyệt lên rồi hét lớn. Tỉnh lại! Tỉnh lại Nguyệt ơi! Thủy Dương reo vui vì nhận ra cô ấy vẫn còn thở. Việt Toàn mau chóng thúc giục. Nhanh lên! Mau được cô ấy lên trên mặt đất. Chúng ta phải trở về thành phố gấp. Tình trạng của cô ấy có vẻ rất tệ. Ánh đèn pin của tất cả đột nhiên chấp tắt hình như sắp hết pin. Việt Toàn ôm vội con chó rồi cũng nhanh chân theo ba người trở lại cánh cửa hầm mà chúng tôi mới đào ban nãy. Nhưng một giây thoáng qua thôi, gã chợt giật mình vì đập vào mắt gã trong hàm răng trắng ẩn của con chó đã xính mấy sợi tóc từ bao giờ. Đang hoang mang tột độ thì bất ngờ gã thấy những bước chân của mình đột nhiên nặng trịch. Hình như có thứ gì đó đang quấn lấy chân gã ánh đèn pin đột nhiên tắt lịm làm cảm giác sợ hãi càng dâng lên gã tái mét mặt định rú lên nhưng tiếng thét bị bóp nghẹt trong cổ họng cái thứ đó đang từ từ bỏ lên đến đầu gối và luồn vào trong người trong không gian tối đen như mực gã điếng hồn nhận ra nơi ngã rẽ lúc mọi người tìm thấy minh nguyệt từ bao giờ đã có thân ảnh một người đàn bà mặc quần áo xô trắng đứng nép mình sau bức tường mái tóc dài xõa ra hai con mắt trong đêm tối đỏ rực đang nhìn chằm chọc, chọc vào gã sau giây phút kinh hồn táng đạp đi qua gã dồn hết hơi tàn rồi ôm con chó đang nhẹ nành gầm gừ mà đuổi theo chúng tôi cả đám khó khăn lắm mới đưa được minh nguyệt lên trên căn nhà chính thế rồi mỗi người một việc người đun nước nóng người lấy quần áo mới bông bằng y tế cũng bày ra đầy bàn mà tiến hành sơ cứu cho minh nguyệt mọi việc diễn ra rất khẩn trương chẳng mấy chốc việc sơ cứu đã hoàn thành. Bên ngoài, trời vẫn mưa tầm tã không ngớt. Chúng tôi bị kẹt lại trong căn nhà quái đản này. Chỉ cầu mong sao trời sáng thật nhanh để rời khỏi nơi khốn kiếp này. Lúc ấy tầm 5 giờ sáng, cả đám đều mệt mỏi cục đầu im lìm nhưng không tài nào nhắm mắt ngủ được. Chỉ mong nhanh chóng rời khỏi chốn này. Cuối cùng thì thời gian cũng đổ sang 6 giờ. Tôi và Tuấn Anh hỏi nhau phá cửa xe nhưng lạ thay cánh cửa không khóa Và chìa khóa vẫn cắm im ỉm trong ổ Cả hai thất sắc nhìn nhau Nhưng không dám nán lại thêm Thế rồi bốn chúng tôi nhanh chóng đỡ Minh Nguyệt lên xe Nhắm hướng thành phố chạy Thế nhưng Câu chuyện chưa dừng lại ở đó Chúng tôi vui sướng vì rời khỏi đây Nhưng trò chơi thì chưa kết thúc Cánh cửa gỗ của căn buồng vừa khẽ hé mở Sợi dây thỏng lọng cũng rung lên bẩn bật Kèm theo đó là một cặp mắt đỏ quạch vừa trợn nhìn theo hướng hương lộ nơi chiếc xe vừa lăn bánh. Sau khi chở Minh Nguyệt vào bệnh viện, cả đám chúng tôi cũng mệt mỏi ai về nhà nấy nghỉ ngơi. Hẹn sáng mai sẽ tập trung để vào viện lo cho bạn mình. Xe ô tô chở tôi và Thủy Sương về nhà rồi nhanh chóng trở ra hương lộ. Việt Toàn còn không quên ôm nghỉ lấy con chó trắng và căn dặn chúng tôi nhớ có mặt đúng giờ đã hẹn. Tôi tạm biệt Thủy Sương và cũng mệt mỏi trở về căn hộ mà ba mẹ thuê cho để nghỉ ngơi. Mệt mỏi vì mấy tiếng ngồi trên xe, lại thêm cơm buồn ngủ tầm tã và tâm trạng còn hoảng loạn. Tôi trở vào phòng, bỏ đôi giày đang ẩm nước được cuộn mình vào tấm chăn màu đỏ trên giường, ngủ tiếp đi lúc nào không hay. Không biết đã thiếp đi bao lâu cho đến khi cảm giác lạnh lẽo sộc vào toàn thân làm tôi thức giấc. Bên ngoài trời lộng gió, bên trong căn nhà cũng im lìm không một tiếng động. Tôi với tay bật sáng chiếc điện thoại Rồi nhìn đồng hồ Thì thấy mới 12 giờ đêm Đột nhiên Một tiếng cú gào lên khiến tôi rợn tóc gáy Tôi không ngủ được nữa Và quyết định đọc báo cho tới khi trời sáng Nhưng khổ nỗi hôm nay Sóng lúc có lúc không Nên tôi mệt mỏi Đặt chiếc điện thoại lên cái bàn nhỏ kia ngay đầu giường gần ô cửa sổ Một cảm giác ớn lạnh rùng mình Sọc vào xương sống Làm tôi bất giác co rúm mình lại Với tay khép nhanh cánh cửa sổ vì sấm sét không biết từ lúc nào đã ầm ầm trên tầng không làm nước mưa hắt vào như tát nước điếu thuốc vừa bập lên miệng thì tiếng chuông điện thoại reo vang làm tôi giật mình tôi nhanh tay bốc máy đầu xây bên kia là tiếng thủy sương lắp bắp toàn toàn với tuấn anh cặp tai nạn chết rồi tôi há hốc mồm rồi bảo chuyện này đùa không vui nha Thủy Sương khóc nức nở Tớ không đùa đâu Hai người họ chết lúc đêm qua rồi Bên công an thấy số điện thoại của tớ Đến báo đến nhận dạng nhân thân Cậu đến đây ngay đi Từ bảng hoàng suýt đánh rơi điện thoại Rồi hỏi cặn kẽ địa chỉ Tôi với lấy cái áo khoác lao vụt ra hương lộ bắt taxi Nhắm hướng địa chỉ Thủy Sương mới đọc Mà chạy tới Xác hai người bạn nằm im lìm trên băng ca lớp vải trắng đã ướt đẫm nước mưa hòa với máu huyết đỏ lòm một mạng tôi hãi hùng gục xuống khi nhận ra đó chính là hai người bạn của mình nhưng điều làm tôi sợ hãi hơn cả không phải là hai cái thây ướt đẫm máu tanh mà là con búp bê cụt đầu vẫn nằm im lìm trên tay của việt toàn vậy là cá đã không đốt nó đi tôi hãi hùng nhìn sang thủy dương rồi rùng mình tưởng tượng ra những điều đáng sợ vì lúc này tôi hiểu rằng trò chơi vẫn chưa dừng lại những chuyện kỳ lạ chưa dừng lại ở đó Sau khi người nhà Việt Toàn và Tuấn Anh lên nhận thi hài con Cũng là bệnh viện thông báo Minh Nguyệt Cho cổ tự vẫn trong bệnh viện Dù sức khỏe đang có chiều hướng tốt lên Tôi và Thủy Sương đều hiểu rõ Vì Phạm phải phần âm Nên oan hồn đó nhất định không chịu buông tha Thói đời Người nào buộc thì chỉ có người đó gỡ được mà thôi Dù trong lòng rất sợ hãi Nhưng đầm lao thì theo lao huống hồ sỉ oan hồn đó nhắm vào tất cả mọi người chứng kiến cái chết đáng sợ của ba người bạn thân dù muốn hay không tôi và thủy sương cũng phải đi đến quyết định đó là trở lại căn nhà ma ám đó một lần nữa đêm cuối cùng trước khi trở lại căn nhà quỷ ám đó tôi đang chằn chọc trên giường trong đầu là bao nhiêu sợ sệt mưa bên ngoài vẫn hát ầm ầm vào ô cửa kính từng tiếng sét xé toạc tầng không đến đỉnh tài nhức óc bất giác trong giây phút ánh chớp quét qua mặt tôi ngay trước tầm mắt tôi ở chiếc gương đặt ở cuối giường vừa có một thứ gì phóng vụt qua tôi điếng hồn ngồi hẳn dậy với tay bật sáng ngọn đèn trên trần căn phòng ngập tràn ánh sáng làm tôi phần nào yên tâm tôi run rẩy hút thuốc rồi nhớ lại lời bà thầy bùa đã nói những người bình thường thì không thể nào thấy ma quỷ cách duy nhất để họ có thể nhìn được đó là nhìn qua gương Tôi tái mặt nhanh chóng tiến lại Lấy tấm chăn che kín chiếc gương lại Bất chợt một tiếng chớp xoay rọi từ ô cửa kính hát vào Làm tôi kinh hãi rú lên Ngã ngồi ra đất Rõ ràng chỉ có mình tôi trong căn phòng Nhưng khi ánh chớp vừa lóe lên Thì trên tường lại có tới bốn cái bóng Tôi đáy ướt hết quần Rụng rời chân tay mà quay mặt lại Ngay sau ô kính cửa sổ Đang loang loáng nước mưa Lúc này hiện lên gương mặt loang lộ Những vết máu của ba người bạn mới chết ánh mắt vô hồn kèm thêm mấy đầu ngón tay be bét dập nát máu cào vào lớp kính tôi kinh hãi lùi hẳn vào tường nhưng hình ảnh ma quái đó đã biến mất chỉ còn nước mưa loang loáng rội trên ô cửa kính và những bóng cây cổ thụ đang oản mình dưới cơn mưa mỗi lúc một điên cuồng bất chợt trong phòng phát ra tiếng thở dài thật mạnh tôi hái hùng quay đầu trở lại và lạc hết hồn phách khi nhận ra thanh âm đó đến từ chiếc gương có lẽ do lúc nãy hoảng loạn Nên tôi luống cuống đánh rơi tấm chăn mới trùm Trong tấm gương Bà đứa bạn thân máu me đầm đìa Khuôn mặt và ổ bụng chẳng chịt vết rạch Những mảnh vải quấn quanh ổ bụng Tả tơi từ đầu đến chân Đang đứng nhìn trong chọc, chọc vào mặt tôi Tôi kinh hãi rú lên Rồi lăn ra ngất lịm Chẳng biết đã thiếp đi bao lâu Cho đến khi tiếng chuông của đồng hồ quả lắc Điểm 12 tiếng không gian căn phòng lờ mờ ánh sáng, vẽ ra một khung cảnh âm u lạ thường. Không khí trong nhà đột nhiên bí bách đến mức ngạt thở. Từ kinh hãi leo lên giường, trùm chăn kín mít, hai mắt mở trừng trừng nhìn lên trần nhà mà không dám thở mạnh. Bên tay tôi, từng thanh âm tọc tọc như tiếng nước chảy cứ sội lại đều đều. Những âm thanh đều đặn như xoáy sâu vào tâm trí tôi mỗi lúc một lớn dần. Tôi gắng sức vùng dậy, nhưng toàn thân không thể cử động chỉ có đôi mắt vẫn điên cuồng liếc xéo loạn xạ khắp không gian u tịch trong căn phòng chật hẹp đó tôi bị bóng đè dù cố gắng thế nào nhưng chân tay tôi vẫn nặng trịch tôi có thể nghe rõ tiếng ỉnh ịch ỉnh ịch của quả tim trong lồng ngực mình một cảm giác ớn lạnh đến bất lực len lỏi trong tâm trí vì tôi biết ngoài tôi ra trong gian phòng rộng chừng hai chục mét vuông này còn có sự hiện diện của nó nó ở đâu dưới gầm giường trong nhà tắm dưới gầm bàn máy tính hay là trên trần nhà. Tôi hái hùng lạc hết hồn phách khi thanh âm kèn kẹt, kẹt phát ra đến chói tai. Cánh cửa tủ quần áo vừa khẽ hé mở. Tôi điếng hồn dùng hết hơi rồi ngồi bật dậy. Theo phản xạ tự nhiên, tôi với tay lên cái công tắc bật sáng ngọn đèn tròn, rồi có mình thở hổn hển mồ hôi vã ra ướt đẫm cái áo cánh mỏng từ bao giờ. Cánh cửa tủ vẫn im lìm ở vị trí cũ, ánh sáng làm cho tôi cảm thấy an tâm phần nào. Tôi với tay lấy gói ba số rồi châm lửa hút thuốc Còn rào gối ở đầu giường đã rơi ra nền đất từ bao giờ Sau giây phút kinh hồn táng đảm đó Tôi định thần rồi ngồi im suy nghĩ Lạn khói trắng bay qua bộ não làm tôi tỉnh táo mấy phần Tôi tiến tới máy tính và tìm một trang web hài hước giải trí Để quên đi những lo lắng đang cuộn lên trong lòng Đang ngồi đần mặt rít thuốc lá Thì bất ngờ máy tính tắt ngúm Tôi giật mình kiểm tra nguồn thì vẫn sáng đèn đang trong mày lẩm bẩm trong cổ họng thì tôi bất giác á khẩu toàn thân lạnh cóng trên màn hình tinh thể bóng loáng phía sau tôi là một khuôn mặt khô đanh tóc dài lòa xòa xóa ra và một cặp mắt đỏ lòm đang trợn trừng nhìn mình liền sau đó là những thanh âm trầm đục vọng ra như tiếng đếm vong hồn một mạng hai mạng ba mạng bốn mạng Ngày sáng hôm sau Tôi cùng Thủy Dương và bà thầy bùa Cùng nhau trở lại căn nhà quỷ ám đó Căn nhà ma hôm nay chìm trong màn sương dày đặc Chốc chốc lại vọng ra tiếng cú mèo Kêu gào thảm thiết Dù sao có chút ánh nắng lè nói Nên tôi cũng yên tâm phần nào Bà thầy bùa đi khắp lượt căn phòng chính Rồi đứng khựng trước căn buồng Nơi người đàn bà tự tử năm nào Mà chậm ngâm suy nghĩ hồi lâu Đoạn bà lấy trong túi Mang theo bên mình ra một nắm bột mì Và bảo còn đứng đấy làm gì Nhanh tay rải bột mì ra sàn nhà cho ta Tôi chưa hiểu gì Nhưng cũng mau chóng làm theo lời bà ta Sàn nhà nhanh chóng là một màu trắng xóa Bà thầy bùa lại sai chúng tôi nhặt những mảnh áo đã mốc treo trong nhà Mà bịt hết các khe hở ở cửa lại Chẳng mấy chốc căn phòng lại tối om Tuyệt nhiên không có ánh sáng Có chăng chỉ là chút ánh sáng yếu ớt hắt ra từ cái đèn pin duy nhất Mà Thủy Sương vẫn mang theo bên mình bà thầy bùa bày ra một chiếc gương to bằng cuốn sách đã mang theo bên mình từ bao giờ, đặt ngay ngắn lên nền nhà. Trước cái gương bày ra chín ngọn nến và một bát nhang nhỏ đã ngả màu mốc meo. Đoạn bà quay sang đưa cho Thủy Sương một bọc nhỏ rồi chậm giọng bảo. Còn tà nó trốn rồi. Bây giờ chỉ có cách này may ra mới xác định được nó ở đâu. Rồi lấy máu chó ta đã mang theo bên mình vậy lên thì mới cứu được. Tôi ngơ ngác hỏi. Vậy chúng tôi phải làm gì với đống đồ trang điểm này? Bà thầy bùa đưa khuôn mặt khô quắt dưới ánh nến rồi bảo như ra lệnh. Trang điểm đi. Trang điểm thật đậm vào. Rồi ngồi trước gương gọi tên bạn cháu. Nhớ là vừa chảy đầu vừa gọi. Nếu có thấy gì cũng đừng có gào lên. Mà quỷ nghe thấy. Nó biết có người sẽ ám đến chết đấy. Thủy Sương run rẩy gật đầu. Nén nhang cháy đỏ rực đã được cắm xuống. Bà thầy bùa kêu chúng tôi tắt đèn rồi ngồi im quan sát chống ngực tôi đập liên hồi cảm tưởng có thể nghe rõ từng nhịp tiếng thủy xương run rẩy gọi tên ba người bạn trong không gian ma mị với nghi thức gọi hồn bằng gương càng làm cho không khí trong phòng mỗi lúc một ngột ngạt một khắc hai khắc ba khắc bịch bịch tiếng chân người kèm theo tiếng kẽo kẹt của xây thừng trong gian phòng bất chợt vang ra tôi kinh hãi đến á khẩu vì trong tấm gương lúc này là một cái đầu lâu đang áp sát trên vai mình. Cái đầu lâu cụt tận cận cổ đang lẻ lưỡi liếm lên mặt tôi. Bà thầy bùa cũng nhận ra sự lạ. Bắt máu chó nhanh chóng được hất ra, kèm theo tiếng lầm rầm đọc bùa chú. Chỉ nghe thấy một tiếng rú thẳng thiết xé toạc không gian và cánh cửa gian phòng đóng rầm lại. Bà thầy bùa hai tay bắt pháp quyết rồi thư ra một đạo bùa vàng nhạt. Bà thầy bùa không chậm trễ lao luôn vào trong buồng lá bùa trên tay bà ta phóng ra nhắm thẳng sợi dây thừng đang đong đưa nhẹ nhẹ trên xà nhà rồi bốc cháy ngụt ngụt tôi chỉ kịp nghe thấy những âm thanh gào rú thê thảm vọng ra từ trong căn buồng cho đến khi bà thầy bùa trở ra thì mới yên tâm phần nào bà thầy bùa chỉ nói một câu cụt lụt xong rồi oan hồn đã bị chấn yểm đoạn bà ta sai chúng tôi đốt hết tất cả đồ đạc trong nhà rồi cả ba nhanh chóng trở lại thành phố trước khi chia tay bà ta còn trao cho chúng tôi mỗi người một lá bùa gọi là bùa phòng thân và phải dặn tuyệt đối không được để rách nếu không oan hồn sẽ một lần nữa tìm về đòi mạng đó là toàn bộ câu chuyện mà nhân lúc rảnh rỗi tôi đem ra kể cho các bạn nghe thế giới âm hồn thực sự tồn tại âm dương luôn tồn tại song hành nhưng bản thân chúng ta rất ít người được chứng kiến có lẽ tôi xin phép dừng câu chuyện ở đây vì thằng bé con nhà ba tuổi nhà tôi vừa mới đẩy cửa phòng tiến vào. Sao vậy? Con lại nghịch ngợm cái gì đúng không? Thằng bé nhìn tôi lấm lét rồi đưa tay ra. Trong tay nó là tấm bùa trừ tà mà bà thầy bùa đã trao cho tôi 5 năm trước. Lúc này tấm bùa đã rách làm đôi. Quý vị thân mến, quý vị vừa đón nghe xong một câu chuyện của tác giả Mạnh Ninh Và câu chuyện này thì chủ đề của nó cũng không có gì là quá là mà xa lạ Một cái chủ đề rất là gần gũi rằng là một nhóm bạn cùng tìm hiểu về cái thế giới âm hồn Và không ngờ rằng họ đã phạm về phần âm và gặp những cái chuyện rất là đau thương Dẫn tới những cái chết cực kỳ là đau đớn Và đúng là Mạnh Ninh thì luôn luôn làm cho chúng ta bị bất ngờ cũng như là có một cái gì đấy rất là giật mình ở phần cuối của câu chuyện khi cái đoạn bà thầy pháp đã chấn yểm được cái oan hồn và đưa cho cái nhân vật tôi trong câu chuyện một lá bùa và sẵn rằng tuyệt đối không được để rách nhưng trong cái quá trình kể lại cái câu chuyện này thì thằng con trai đã nghịch cái lá bùa và rách nó làm đôi còn cái kết như thế nào với nhân vật tôi thì tự chúng ta sẽ hiểu đó là tất cả cái ý đồ mà mạnh ninh kết thúc cái câu chuyện và thuận cảm thấy những cái ý đồ mà mạnh ninh à, bẻ lái ở phần cuối của mỗi một câu chuyện mạnh ninh viết thì thuận luôn luôn rất là thích cái điều đó và cảm ơn tất cả mọi người đã đón nghe câu chuyện ngày hôm nay và chúc cho mọi người một đêm thật là ngon giấc nhé.